mọi người, còn đang buồn ngủ quá nè. Bây giờ Trinh đang ở chợ chợ Di Tán, mấy tán chợ gì? Mi Dân Đông. Đang ở chợ Mi Dân Đông. Anh Tiệp nè. Chưa. Đang phát rồi sao rồi ta? Kết thúc gì? Thôi tự nhiên anh kết thúc gì? Còn buồn ngủ quá. Ở đây đồ ăn rất là ngon. Để quay sơ đồ ăn cho mọi người coi nha. Lụa nè. Đồ ăn ngon lắm nhưng mà chưa có được ăn vặt. Phải đợi ăn món chính xong thì mọi người mới thả ra cho ăn mấy cái đồ lặt vặt này. Quay sơ chút xíu cho mọi người coi nha. Rất là buồn ngủ. Còn đang rất là buồn ngủ luôn á. Ngủ được có, mình ngủ được có khoảng 3-4 tiếng anh hả? Đúng rồi. Thấy cái mặt là biết buồn ngủ rồi, hello đi anh. Thấy cái mặt là thấy buồn ngủ rồi nè. À, bây giờ đi ăn ở đây xong rồi tối 7 giờ mình lên trên núi ăn hả anh Tiệp? 7 giờ sẽ lên trên núi ăn. Ekip của mình đâu rồi? Vợ rất là đông. Anthony. Anthony là lần này Tony chờ chụp hình chính cho chuyến này nha. Anh Tiệp nè. Muốn nói gì với mọi người không? Muốn nói gì bên Facebook của em không? Mọi người hãy qua Facebook của Tiệp follow. Mai Tang nè. À, anh nhân. Anh nhân siêu. Anh nhân siêu. Buồn ngủ quá. Vừa buồn ngủ mà vừa đói bụng nữa. Ồ, nhìn ngon lắm nè. Ngon chưa? À, ok. Đông lắm. Chợ này nhìn giống như là chợ Bến Thành của Việt Nam này. Mà nó đẹp hơn chút xíu. Đẹp hơn. Lần này qua thời tiết đẹp lắm mọi người ạ. Nó se se lạnh thôi chứ cũng không có lạnh lắm. Thời tiết không có lạnh lắm mọi người ơi, thời tiết rất là đẹp luôn á, Trinh rất là thích thời tiết này luôn á. Livestream với mọi người khi nào tới chỗ ăn này thôi nha. Đang ở Seoul. Đang ở chợ. Chợ gì quên nữa rồi. Chợ Myeongdong. 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 À, Myeongdong. À, Myeongdong. Yes. Perfect. Yes. Đừng nhắn tin cho tôi ngắm chị Trinh.
Dạo này mặt Trinh có nọng quá mọi người nha. Mới phỏng vấn Trinh kênh 14 nhìn cái clip nó có nọng quá mọi người hả? Người thì ớm. Mi Yong Dong. Mọi người coi anh Tiệp nhảy nè. Tới chỗ ăn chưa? Tới chỗ ăn chưa Mạnh Tăng? Tới chỗ ăn chưa? Ờ, 5 phút nữa. Anh đi bộ tới chỗ ăn. Chợ này đông vui là đẹp lắm mọi người ạ. Đồ ăn nè. Ngắm Trinh nữa nha. Ngắm Trinh chút xíu nữa nha. Chào Minh Trung, em đang ở đâu vậy? Tối nay có đi lên núi ăn với mọi người không Minh Trung? 저는 저 저쪽에 있어요, 다. 그래? 저 원래는 여기 12살은 영상 어디 있어요? 지금은 trời ơi đồ con nít dễ cưng quá à. À, đồ con nít thấy cưng ghê á, cưng lắm luôn á, cao chất quá. Đi ngắm Trinh hay là thích ngắm đường phố nè. Không, chị đang ở Hàn Quốc, chị không phải ở Nhật, chị chưa đi Nhật lần nào hết. À, mọi người tối nay nhớ coi Kỳ Phùng Địch Thủ nha. Cười vậy thôi chứ buồn ngủ lắm rồi. Ngắm Trinh Dương Thanh Tiền 9k. Dương Thanh Tiền bạn, bạn của em. Sao mặt nọng quá chị ơi. Ừ, giờ này không biết sao mặt nọng lắm. Lâu tới chỗ ăn quá đi. Tới chỗ ăn rồi. Rồi đi 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 hút. Quê. Quê. Không mê. Đi sai đường rồi. À, nói chứ bye bye mọi người nha. Bye bye. Khi nào chúng tới chỗ nào đẹp đẹp sẽ live stream tiếp nha. Bye.